Tạo hóa vẫn còn khá may mắn, dành những cái điều may mắn cho hạnh, đó là hạnh chưa chồng chưa con mà hạnh vướng vào bệnh tật như thế này. Chứ nếu mà hạnh có một đứa con hiện hữu trên cuộc đời này mà hạnh không có dạy được con mình theo cái mong muốn của mình thì hạnh còn điên tới mức độ nào nữa. Cho nên là đây là một 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 cái điều từ đáy lòng hạnh muốn gửi gắm tất cả các chị em. Hạnh bây giờ hạnh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cái việc buông tay. Mẹ ơi, xin hãy để cho con được một lần thất bại mẹ nhé. Đó là có hai người phụ nữ ở bên sông, một người phụ nữ nhà giàu và một người phụ nữ quá chồng nhà nghèo. Người phụ nữ nhà giàu thì cũng có một đứa bé con trai trạc tuổi với người phụ nữ nọ, nhưng mà khi mà tập bơi qua sông cho hai đứa con thì người phụ nữ nhà giàu lúc nào cũng sợ con mình gặp vấn đề, cho nên thằng nhóc mới thanh mệt một cái là mẹ nhảy xuống giúp con liền. Còn người phụ nữ nhà nghèo thì để con mình trải nghiệm rồi mẹ đi xa để nhìn nhìn con mình, nếu cần thì mẹ sẽ hỗ trợ. Và chiến tranh đến thì đứa bé con nhà giàu đã bị chết đuối vì không thể tự một mình bơi qua sông, nhưng mà đứa bé con nhà nghèo đã được mẹ huấn luyện từ nhỏ thì có thể an toàn đi qua sông và trở về với cuộc đời. Thì ba cái điểm cần phát huy với người phụ nữ trong cuộc sống này và đi kèm ba cái điểm cần khắc phục của người phụ nữ trong cuộc sống này đã được Hạnh gói gọn bằng 6 câu chuyện và đã tra tấn mọi người rất dã man từ nãy đến giờ. Và bây giờ cho Hạnh rước cú chót nghe. Hạnh nói là cho đến giờ phút này Hạnh chỉ biết nói là Hạnh đã cảm ơn thầy Nguyễn Công Thái rất nhiều, vì đây chính là một cái cộng đồng Hạnh tìm kiếm từ khi mình không may mất đi thị lực và trở thành một người khuyết tật nặng. Hạnh nói là Hạnh nguyện Hạnh sẽ gửi trao tất cả những gì mà Hạnh đã trải qua bằng tất cả tấm lòng đến tất cả mọi người. Bởi vì là khi đối mặt với cái chết thì mình mới biết được là tiền tài danh vọng chẳng là gì cả. Khi mình nằm xuống dưới đó rồi thì không có đem đi được đâu các bạn ạ. Cho nên là Hạnh muốn nói với mọi người chuẩn bị tinh thần giúp Hạnh là sau cái buổi chia sẻ hôm nay sẽ còn rất rất nhiều buổi Hạnh tra tấn mọi người. Dạ em xin hết ạ. Xin cảm ơn em. Trời ơi, ba câu sáu cái câu chuyện Hạnh nêu lên cho phụ nữ thật là tuyệt vời. Thực sự là ngày hôm nay thì mẹ ơi cho con ngã đi cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Rất là nhiều phụ huynh bây giờ nuôi con như gà công nghiệp, nuôi con như gà công nghiệp thì không có lớn lên được. Và hãy nhìn cái điểm tích cực của con. Rất là cảm ơn Lê Dương thầy Hạnh rất là nhiều. Và những cái điều chia sẻ của em hôm nay thì chính thầy cũng nhận được rất là nhiều bài học đó. Cảm ơn Hạnh nhiều. Và mình thấy có một số cánh tay giơ lên chia sẻ giao lưu với Hạnh. Xin mời cô Thanh Hà. Xin mời. Xin chào thầy Thái, xin chào thể Hạnh yêu quý, xin chào cả nhà mình. Câu chuyện là những câu chuyện mà hôm nay Hạnh kể thì mình vô cùng xúc động. Khi những câu chuyện đấy nó lại quay lại cuộc đời dạy học của mình với một thời gian gần 40 năm. 40 năm đó có những cái kỷ niệm, có những điều mà mình đã làm sai ở chỗ là làm sai về kỷ luật học sinh nhưng làm đúng về lương tâm. Chính cái tình yêu bao dung của thầy cô thì cho học trò bước được qua những khoảnh khắc sai lầm. Có những câu chuyện như thế này. Có hai em
Một em nam đánh em nữ. Và bình thường á, thì các thầy cô phải đúng luật là phải kỷ luật. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Bởi vì lý do, nếu tôi đem hai em kỷ luật trước toàn trường thì cả hai em đều mất danh dự. Mà tôi cũng không nói chuyện hai em trước lớp, tôi chỉ nói riêng hai em. Và sau đó thì hai em xin lỗi nhau và gia đình nói chuyện với nhau. Nhưng chuyện này tôi cũng không đem trên lớp nói. Tôi chỉ nói là nói rất là nhẹ, là có những lúc mình hơi nóng tính, nhưng mà cô tin tưởng rằng là em sẽ không phải là người như vậy. Và mong rằng cả lớp sẽ thông cảm để giúp đỡ hai bạn. Và tôi sai cái ngày đấy đã không kỷ luật theo đúng luật. Nhưng tôi đã làm đúng với lương tâm của nghề thầy. Và sau này có một lần gặp em nói là: cô ơi, em là thằng học trò vũ phu ngày đấy đấy cô ạ. Em đang là công an. Mình chợt tỉnh ra là nếu như ngày đấy tôi kỷ luật, chắc chắn em sẽ không làm công an được. Thì có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời của giáo viên. Có những chuyện mình tưởng chừng như là cái ngày đấy mình quyết định là đúng, nhưng có thể mang theo những nỗi đau của học trò mà không thể hàn gắn được. Có một học trò của lớp tôi quan trộm một cái xe đạp, mà chính tôi là người tìm ra thủ phạm. Nhưng tôi cũng không kỷ luật. Nhưng lớp rất là nhiều em biết. Vì vậy tôi chỉ nói trước lớp là: cô mong các em sẽ cảm thông và bao dung. Và lớp ta chính là nơi để bạn có thể được sống. Và chỉ rất đáng tiếc cái ngày đấy tôi không biết như bây giờ, để tôi có thể nói với em những lời giá trị hơn. Em lặng thầm suốt một năm, không nói gì trong một tập thể. Và gần như tôi không gặp lại em nữa. Đó là điều tôi ân hận, là tôi đã không biết nói những lời như bây giờ tôi có thể nói. Nếu như tôi có thể nói với trò là những cái sai lầm đấy chỉ là khoảnh khắc, chỉ là hành vi, không phải là bản chất, cô tin rằng em sẽ là người tuyệt vời. Nếu như mình có thể nói đi, nói lại, nói đi, nói lại để xây lại niềm tin cho em như bây giờ, thì tôi tin rằng em sẽ quay trở lại gặp tôi. Nhưng bởi vì cái ngày đấy tôi cũng không biết nói, nên tôi không giúp được em. Và 9 năm tôi bắt đầu hành trình này thì cái cách đã hoàn toàn khác. Cách đã hoàn toàn khác, cho nên chỉ cái cách nói của mình thôi. Hãy trao niềm tin cho trò, hãy nói với trò là những cái điều đấy gác lại. Bởi vì có những em mà đã hỗn hào với mẹ, tưởng chừng như không thể tha thứ được, nhưng tôi vẫn nói là: không, chuyện đấy gác lại em. Cô vẫn tin rằng là sau này em sẽ là đứa con rất là hiếu thảo. Và bây giờ em đã là doanh nhân. Thế thì liệu những kỷ luật của trò một lần đưa lên trước toàn trường bởi một sai lầm của trò, bởi vì một cái điều sai lầm nào đó, có thể
Ví dụ như là em không trung thực khi kiểm tra. Và có những câu chuyện cũng chỉ vì một lần không trung thực mà em đã bị ghi vào học bạ giống như một bản án. Thật sự cái cách đánh giá đấy nó nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời của các con. Và bây giờ thì cũng Bộ Giáo dục cũng đang thay đổi rất là nhiều. Thay đổi cả trong cách kỷ luật thì đấy cũng là rất là điều đáng mừng. Nhiều khi giáo viên mình cứ tưởng đấy là tước bớt quyền của mình, nhưng thực ra đấy là đã cho mình những quyền tuyệt vời. Khi mà mình giống như ngày xưa mình chưa đội mũ bảo hiểm mà mình rất là ngại đội, thì đấy chính là bảo hiểm cho cuộc đời của giáo viên mình ấy. Bởi vì chúng ta sẽ rèn từ từ, nhưng mà chắc chắn những điều tốt đẹp đấy sẽ làm bảo hiểm đến cuộc đời của giáo viên mình, để cuộc đời của giáo viên mình an toàn. Bởi vì mỗi lần như vậy tổn thương học sinh thì cũng tổn thương đến chính mình, và có thể cuộc đời mình sẽ không an toàn ở chỗ nào đó. Thì đấy chính là lời tâm sự. Đấy chính là lời tâm sự mà chia sẻ những cái của bản thân mình đã trải qua. Và chính những cái điều đó, chính những điều đó mà tôi đi trên cái hành trình này mà có thể làm sâu hơn, có thể giúp được nhiều người hơn. Có thể chỉ trong một cái trải nghiệm 2 ngày thôi mà các con tìm lại được chính mình, gia đình tìm lại được kết nối, có thể có những cái điều mà bứt phá mà tưởng chừng như không thể. Thì những câu chuyện truyền cảm hứng của Hạnh, của thể Hạnh thì giàu lòng nhân ái, những câu chuyện của thể Hạnh để chúng tôi nhìn lại, những câu chuyện của thể Hạnh thực sự là làm trái tim chúng tôi rung động. Chúng tôi thấy mình nhỏ bé nếu như mình không làm gì. Nếu như tất cả, bởi vì cũng có lần tôi mong muốn làm một cái gì đó, nhưng mà cũng có người nói là mình, người ta lớn người ta chả làm được, mình là giáo viên thì mình làm gì. Nhiều khi mình bảo là nếu mà không mình thì là ai, không phải bây giờ thì là bao giờ. Mỗi người chỉ làm một tí thôi, một xíu thôi, giúp một học trò thôi, thì bao nhiêu thầy cô, 2 triệu thầy cô đã giúp được 2 triệu em rồi. Và một xíu, mỗi người một tí, mỗi người một tí. Nên là tôi rất biết ơn thầy Thái, rất biết ơn cộng đồng mình. Bởi vì hàng ngày chúng tôi được rèn luyện ở đây. Hàng ngày soi vào tâm mình cái gì mình chưa được để mình rèn luyện. Hàng ngày, mỗi buổi sáng dậy, để cái tâm mình chỗ nào chưa được mình soi rọi, để mình tốt hơn mỗi ngày. Xin biết ơn thầy, xin biết ơn thể Hạnh, xin biết ơn cả cộng đồng mình đã cho mình được hạnh phúc mỗi ngày, cho mình được nâng tầm trí tuệ mỗi ngày, cho mình được gia tăng giá trị mỗi ngày, cho mình được phụng sự mỗi ngày. Xin biết ơn thầy, xin biết ơn thể Hạnh, xin biết ơn cả cộng đồng. Thầy chưa nghe được tiếng thầy đấy ạ. Dạ, xin cảm ơn cô Hà. Thể Hạnh có điều gì muốn chia sẻ lại với cô Hà không? Dạ có, em đang chờ là thầy ơi. Em nói với cả nhà là cô ơi, con trước mặt cả nhà con cảm ơn cô là sáng nay đã dí con dậy cái cô. Mà không phải sáng nay đâu. Sáng nào mà Hạnh có lịch hẹn với SE là Hạnh nói cô Hà là dí con dậy đúng giờ rồi cô. Dí con dậy khoảng chừng 4 giờ 15 để con tân trang nhan sắc rồi con mặc sườn xám rồi con ngồi chờ tới giờ con nói cô. Là cô Hà rất là dễ thương, tới giờ là làm theo đúng đơn đặt hàng của Hạnh. Nhưng mà Hạnh nói là con cảm ơn cô rất nhiều về cái sự chia sẻ của cô vừa rồi. Bởi vì đó chính là cái mục tiêu để con vượt qua muôn vàn khó khăn.
để tiếp tục cái sứ mệnh yêu thương của mình là đem yêu thương tới tất cả mọi người. Cội nguồn của mọi cái điều thiện trong cuộc đời này là tình yêu thương. Cho nên là với Hạnh, với chặng đường gần 14 năm đi qua nỗi đau của Hạnh, đi qua bóng tối của Hạnh, Hạnh nghiệm ra rằng có tình yêu thương là có tất cả. Hạnh đang mơ về một thế hệ học trò được sống trong một cái môi trường thấm đẫm tình yêu thương như thầy Thái vẫn thường hay nói với chúng ta mỗi buổi sáng. Và Hạnh tin là tất cả các thầy cô kính yêu ngồi đây sẽ làm được điều đó. Hạnh tin là như vậy, và Hạnh sẽ tiếp tục chém gió tra tấn làng xã vậy nhé. Con cảm ơn cô rất nhiều, nguyện nhân xinh đẹp. Cảm ơn thầy Hạnh. Cảm ơn thầy Hạnh. Em viết một cái cuốn sách Sứ mệnh của Hoa, đó là bao lâu Hạnh? Dạ, em nói thì của thầy là Sứ mệnh của Hoa là em viết nó kinh dị nhất, em viết hơn một năm mới xong đó thầy. Em viết hơn một năm luôn á. Dạ. Thầy nghe câu chuyện của em thì rất là cảm động, hơn một năm miệt mài để cho ra mắt một cuốn sách. Nhưng mà toàn bộ cái số tiền lợi nhuận từ cuốn sách đó em lại đi làm từ thiện hết cho cái đợt vừa rồi, COVID rồi vân vân, những cái mạng đời bất hạnh. Thì tại sao em lại làm điều đó? Tại vì là xuất phát là cũng một lần em bắt tay thân áo thần chết thôi thôi. Là khi mình cảm nhận được là mình, em nói là cái lúc đó em nghĩ là chỉ cần mình được sống thôi. Không cần sáng mắt, không cần gì cả, em không cần một cái gì cho mất cái em cho cuộc đời này. Chỉ cần em được sống và được quay trở về như thế thôi, em sẽ làm bằng tất cả tình thương yêu của mình. Và cái điều đầu tiên em làm đó là em tha cho người bác sĩ đã đưa đẩy cuộc đời em tới cùng cực khổ đau. Và tiếp theo là em tha cho hôn phu của em đi tìm hạnh phúc mới. Và từ thời điểm đó trở đi là em nói là với em là người cỏ trên, em chỉ cần hít khí trời là em sống thôi. Em rõ ràng là em cần tiền thiệt, nhưng mà tiền không phải em xài cho em. Tại vì bên cạnh em còn rất nhiều những mảnh đời, còn rất nhiều những người đang cần em giúp đỡ. Cho nên là em nghĩ nó không nhiều đâu. 200 cuốn thì gửi ra Hà Nội để cho trung tâm khuyến khích văn hóa đọc và học tập suốt đời gửi đến những nơi cần, những cái thư viện cần kiến thức, ví dụ như ở vùng sâu vùng xa hay là những trại giam để khích lệ tinh thần hoàn lương của các phân trại nữ đó. Rồi phần còn lại là khoảng chừng em bán sách, cả tiền bán sách Sứ mệnh của Hoa, rồi cả Có một mặt trời không bao giờ tắt, rồi cả Mình đi sau nhông bão. Nghĩa là em dí được bao nhiêu thì em dí, và một tí đóng góp của những tấm lòng hảo tâm thì tất cả là dồn cho ba nơi: máy ấm Thiện Ân thành phố Hồ Chí Minh, máy ấm khiếm thị Đà Lạt và hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Thì em chỉ muốn nói với tất cả các bạn đồng tật của em là cuộc đời không quay lưng với bất cứ ai, cho nên hãy cứ vươn lên vì cuộc đời đang mở rộng vòng tay để chào đón các bạn. Đó là cái động lực chính của em thầy ạ. Cảm ơn em. Lần trước thầy mua về em 100, hơn 100 cuốn sách, 100 cuốn Sứ mệnh của Hoa thầy tặng cho các cô ở trường, thầy đọc các cô thích lắm luôn, cảm động lắm. Cảm ơn cái sự chia sẻ về giá trị tinh thần của em trong những câu chuyện. Mỗi một câu chuyện là bài học lớn cho một người phụ nữ Việt Nam. Biết ơn em rất là nhiều. Và tôi có thấy một số anh chị em hỏi là bây giờ tìm mua sách của Hạnh thì mua ở đâu, ở trên đấy chat quá chừng luôn. Thì bạn nào đang giữ cái đường link mà có thể đăng ký sách của thầy Hạnh á, thì gửi lên giúp tôi nhé. Gửi lên giúp mọi người để mọi người biết đến để tìm đọc cái cuốn sách đó, là một cái việc làm mà anh chị em mình có thể trang bị những cái câu chuyện để bồi bổ tinh thần, câu chuyện cho cái sự hạnh phúc của người phụ nữ, và đặc biệt là góp vài đồng để làm từ thiện cùng với Lê Dương thầy Hạnh đấy ạ. Cảm ơn em. Và chính cái câu chuyện của em mà thầy cũng có quyết định hôm bữa tổng kết chương trình F đó,
hai cuốn sách sắp sửa xuất bản của thầy, thầy toàn bộ số tiền lợi nhuận thầy sẽ góp vào quỹ Mặt Trời Đỏ của SE để làm từ thiện hết cho những học sinh mà có những căn bệnh hiểm nghèo, những giáo viên có những mảnh đời bất hạnh. Cảm ơn Lê Dương thầy Hạnh rất là nhiều. Và trong tâm tư của thầy thì cái quỹ từ thiện của SE sẽ dành để đồng hành cùng với em để chăm sóc những cái mảnh đời khó khăn, bất hạnh, có những căn bệnh mà cần được chúng ta nương giơ tay tương trợ. Cảm ơn thầy Hạnh rất nhiều ạ. Dạ, nói thiệt là tự đến lòng mà em cảm ơn thầy Thái rất nhiều. Không phải là thầy nhắc em nhớ là thầy mua giùm em trong cuốn mà em cảm ơn thầy luôn nha thầy. Tại vì là em cảm ơn tấm lòng của thầy. Chính nhờ thầy mà đã có một cộng đồng yêu thương ra đời. Và đã có những con người ngồi đây để trao yêu thương cho nhau. Các bạn nhớ giùm Hạnh rằng là tình yêu thương nó giống như sóng wifi vậy đó. Nó có thể kết nối được những con người ở mọi miền trên đất nước là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà nó là nó vượt cả đại dương, vượt cả biên giới. Cho nên là tình yêu thương là vô vàn, là không bao giờ, không có giá trị nào có thể so sánh được. Cho nên là Hạnh sẽ đi tiếp con đường của mình và sẽ dùng tình yêu thương để cảm hóa tất cả các bạn, và trước mắt là sẽ dụ các bạn mua sách chị nghe. Cảm ơn thầy Hạnh. Lúc nãy câu nói của em đã chạm tới thầy luôn, đó là khi mà em đứng trên ngưỡng cửa của sự sống và cái chết thì lúc đó chỉ cần được sống thôi. Chỉ cần được sống thôi. Và thầy ba lần trong cái hoàn cảnh đó, cho nên thầy hiểu rất là rõ cái thời khắc đó. Những lúc mà mình không có cách nào khác giữa sự sống và cái chết thì mình chỉ cần được sống thôi là được. Nhưng mà khổ lắm, những người mà có rất nhiều người vẫn sống sờ sờ, vẫn sống đó, nhưng mà không biết quý giá cái giá trị của sự sống luôn á. Đúng không ạ? Cho nên là cảm ơn bài học của Lê Dương Thệ Hạnh ngày hôm nay rất nhiều. Cảm ơn em. Và những cái điều em chia sẻ đã chạm tới xúc cảm đến tất cả nhiều người trong phòng Zoom ngày hôm nay. Biết ơn câu chuyện của Lê Dương Thệ Hạnh rất nhiều ạ. Mọi người hãy comment một cái điều gì đó tuyệt vời gửi đến Thệ Hạnh để Thệ Hạnh tiếp tục câu chuyện của mình để viết sách. Cái cuốn em đang viết có tên là gì thầy quên rồi nhỉ? Dạ, Lặng Thầm Đưa Khách Sang Sông. Lặng Thầm Đưa Khách Sang Sông. Lặng Thầm Đưa Khách Sang Sông. Dạ. Chủ đề em dành cho thầy cô giáo đúng không? Thầy cô giáo, dạ đúng. Thì mà anh thầy hỏi thì cho Hạnh chém gió một tí về cuốn sách này của chúng ta luôn nha các bạn. Thì lúc đầu Hạnh nghĩ là Hạnh sẽ viết với cái tên là Hành Trình Phấn Chấn Bảng Đen. Nhưng mà ở cái thời đại này thì là phấn chấn bảng đen không thì nó bị giới hạn lại cái tấm lòng của thầy cô. Bởi vì như Hạnh nói, thầy Thái chúng ta đang chia sẻ với tất cả mọi người kiến thức vui vui đó chứ, nhưng mà đâu có phấn chấn bảng đen đâu. Đây là hành trình qua online mà, nhờ Zoom mà. Cho nên là cái nội dung mà Hạnh chia sẻ trong cuốn sách này nó được nâng lên là Lặng Thầm Đưa Khách Sang Sông, từ hành trình phấn trắng quảng đen. Cho nên là định hướng của cuốn sách của Hạnh là nó gồm 10 bài viết về 10 thầy cô giáo và 5 bài viết về tấm lòng biết ơn của các học trò đối với thầy cô. Thì tới thời điểm hiện tại Hạnh đã đi được 2/3 của quyển sách rồi. Ôi, hay quá, nhanh như vậy hả? Dạ, tại vì là em nói thiệt với thầy là lâu rồi em không ngủ. Lâu rồi không ngủ? Lâu rồi em không ngủ. Từ từ thầy, lâu rồi em không ngủ trần giấc. Em nói lâu rồi em không ngủ, người ta nói em người cỡ trên đó thầy. Lâu rồi em không ngủ trần giấc. Có nghĩa là, cho nên là dạo này các bạn thấy Hạnh ít xuất hiện chém gió là vậy đó. Hạnh đang tập trung vô cuốn sách của mình, chỉ còn 5 bài viết nữa thôi là xong rồi. Cho nên là Hạnh nghĩ là trong vòng 3 tuần trở lại thì Hạnh sẽ hoàn tất, hoặc gì nhiều lắm là 1 tháng thì Hạnh sẽ hoàn tất cuốn sách này. Sau đó là Hạnh sẽ chém gió với mọi người dày hơn.
chém gió tới khi nào không thể chém được nữa thì mọi người cho họ lấy tưởng rồi họ tiếp tục chém. Cảm ơn Hạnh rất là nhiều. Em chuẩn bị nội dung viết cho cuốn sách cho nó xong, khi nào mà gần xong báo cho thầy nhé. Tại vì hôm bữa thì, ngồi chia sẻ câu chuyện cùng với Sắc Liên để bàn với câu chuyện bảo hiểm của SE, thì thầy Sắc Liên có nhắc tới em. Và Sắc Liên nói thực sự rất là trân trọng Lê Dương Thệ Hạnh. Bởi vì trong cái phòng Zoom hôm đó, Lê Dương Thệ Hạnh có phát biểu về cuốn sách, thì Sắc Liên nói là Sắc Liên sẽ đồng hành cùng với thầy để tài trợ cho cuốn sách của em. Nhưng mà em trả lời là thực sự em cũng không cần gì tiền nhiều, chỉ cần ủng hộ là được, đúng không? Chỉ cần ủng hộ sách là được để mọi người được biết đến cuốn sách của mình, đúng không? Cái này thì em tới giờ em cũng dám mạnh miệng nói rồi thầy. Tại vì là để em viết xong xuôi cuốn sách rồi nhà xuất bản phụ nữ phán thôi cái mức độ nó phải chi bao nhiêu để in ra sách rồi mình sẽ xuất bản bao nhiêu cuốn, nói chung là nó còn rất nhiều công đoạn để ra được một cuốn sách. Cho nên là em đã nói với chị Liên rồi, nói chị chuẩn bị tinh thần để cho em dí. Chị Liên nói là chị sẵn sàng để cho em dí bất kỳ lúc nào em muốn dí. Dạ, cho nên là cái vụ mà tài trợ thì chắc phải phải nhờ Sắc Liên nữa. Bữa trước mỹ nhân Trần Khánh Ngọc cũng động viên em nói chị cứ viết đi, đã có Sắc Liên, Sắc Liên bảo kê cái vụ chi phí in sách rồi mà chị lo gì. Đó là nguyên văn của mỹ nhân Khánh Ngọc truyền cảm hứng cho em với thầy, cho nên mình vô cái lời động viên đó mà em viết cuốn sách nó nhanh như vậy đó thôi. Ok. Tuyệt vời. Cuốn sách này em dự kiến là in bao nhiêu cuốn? Em cũng không biết nữa thầy, tại vì nói thiệt là tất cả với em bây giờ là em đi từ bên trong ra, em không có tiếp nhận được những cái từ bên ngoài vô, tại vì em có thấy cái gì đâu mà tiếp nhận. Cho nên là khi em viết xong rồi đi rồi em bao nhiêu cuốn gì phải nhờ tới thầy giáo đẹp trai chúng ta quyết định, em đâu có thấy đâu, em đâu có biết cái lượng tiêu thụ nó như thế nào đâu. Cho nên em phán là nó phán tầm bậy tầm bạ là chết luôn đó thầy. Ok, cảm ơn em. Nó sẽ là một cái dự án rất là thú vị về người thầy. Thì tin cuốn sách đó sẽ được rất là nhiều người đón nhận. Hồi xưa thì có mình em thôi, giờ nguyên cộng đồng ủng hộ mà đâu có gì đâu mà khó, đúng không? Dạ thì các bạn Hạnh nói nè, Hạnh nói này nó nhỏ rồi nhớ, nó nhỏ trên Zoom rồi nhớ. Là Hạnh cảm nhận được là sự chân thành nó có phép phép màu kỳ diệu, cho nên là ý tưởng mới xẹt ngang qua trong đầu của Hạnh là Hạnh sẽ chia sẻ với các bạn đề tài sức mạnh về sự chân thành. Bởi vì Hạnh nói là khi mình lời nói của mình nó xuất phát từ trái tim thì sẽ mua được cái tấm lòng của rất nhiều người. Hạnh nói là khi mà Hạnh nhận được cái lượng tương tác là gần 1.000 lượt like cho bài viết của Hạnh, rồi hơn gần 200 bình luận cho cái bài viết của Hạnh trên cộng đồng mình, thì nước mắt Hạnh nói thật là nó chảy dài. Cảm ơn mặc em. Mặc dù nó 1.000 lượt like hay là 1.000 bình luận đi chăng nữa thì cũng không có quy ra được đồng xu các bạn lớn, nhưng mà cái giá trị tinh thần nó lớn lắm các bạn. Cho nên Hạnh muốn nói với các bạn là Hạnh cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, đã cho Hạnh một cái niềm vui tinh thần rất lớn và cho Hạnh một cái động lực để Hạnh tiếp tục nghĩ ra những cái trò hay ho để Hạnh chém gió với mọi người. Cảm ơn em. Em cũng cho mọi người rất nhiều cái động lực và nghị lực để mọi người sẽ cùng đồng hành với em và cho cuộc sống của mỗi người được an vui, hạnh phúc hơn. Một lần nữa biết ơn Lê Dương Thệ Hạnh. Và bây giờ cũng là 6 giờ 12 phút rồi, rất còn nhiều cánh tay giơ lên. Thì chúc Hạnh rất là nhiều sức khỏe, chúc cả nhà mình rất nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta hôm nay đã hết rồi. Xin chào anh chị em nhé. Xin chào, xin hẹn gặp lại ngày hôm sau ạ. Xin chào, xin chào. Cảm ơn Lê Dương Thệ Hạnh rất nhiều. Dạ rồi, chào thầy, chào cả nhà. Nếu mà cô bắt thủ thì nào cô bắn rồi. Cảm ơn anh chị hai người. Bạn
bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.